Kính thưa quý vị, kiều hối về Sài Gòn 1.4 tỷ Mỹ Kim trong vòng 4 tháng tin từ Sài Gòn. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Sài Gòn cho biết là lượng tiền Việt Kiều chuyển về qua các đường dây chính thức ước khoảng là 1.4 tỷ Mỹ Kim sau 4 tháng, tăng 19.6% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền Việt Kiều này theo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Sài Gòn phần lớn chảy vào sản xuất kinh doanh thay vì tập trung vào đầu tư bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm như trước đây. Ông Nguyễn Hoàng Minh, là phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Sài Gòn cho biết rằng, lượng tiền Việt Kiều chuyển về Việt Nam tăng do năm nay Tết Nguyên Đán rơi vào giữa tháng 2, nên cao điểm tiền Việt Kiều rơi vào đệ nhất Tam Cá Nguyệt, trong khi mọi năm thường rơi vào đệ tứ Tam Cá Nguyệt năm trước. Những năm gần đây thì tiền Việt Kiều chuyển về trên địa bàn thành phố Sài Gòn tăng bình quân là 8 cho tới 10% mỗi năm và ông Minh dự đoán với tình hình hiện nay thì lượng tiền Việt Kiều chuyển về trong năm 2015 sẽ khoảng từ 5.3 đến 5.5 tỷ Mỹ Kim. Tiền Việt Kiều gửi về Việt Nam nhiều trong bối cảnh lãi suất huy động ngoại tệ thấp hơn so với tiền đồng, cũng khiến cho một số người dân chuyển từ ngoại tệ sang tiền đồng điều này giúp cho tỷ giá mỹ kim và đồng bạc việt nam có phần bớt căng thẳng trước sức ép đồng mỹ kim liên tục tăng giá tiền việt kiều là động lực lớn nhất để thúc đẩy và nuôi sống nền kinh tế của cộng sản việt nam tiền việt kiều tăng trưởng hàng năm mỗi năm một nhiều thêm tiền gửi về là mỹ kim nhưng người thân lại nhận là tiền hồ còn mỹ kim thì vào nằm trong túi của những tay đầu nậu cộng sản việt nam